Sáng nay, trường Đại học Việt Đức đã long trọng tổ chức lễ khánh thành khuôn viên nhà trường. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức Angela Dorn. Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương, có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Được thành lập từ năm 2008, Trường Đại học Việt Đức là dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự hợp tác cần thiết quý báu của Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Liên bang Đức, Bang Hessen của Đức, Ngân hàng Thế giới và rất nhiều ban ngành địa phương tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để Trường Đại học Việt Đức có được khuôn viên hiện đại đẹp nhất Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Trường Đại học Việt Đức hôm nay đã bước đầu khẳng định được uy tín của mình trong hệ thống các trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học của Việt Nam. Nơi đây sẽ là môi trường nghiên cứu và đào tạo lý tưởng không chỉ đối với sinh viên Việt Nam mà tiến tới là sinh viên của các nước. Đây cũng sẽ là nơi ươm mầm và lan tỏa những giá trị văn hóa rất tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc Đại học Việt Đức trở thành một dự án hải đăng trong mối quan hệ giữa hai nước và là một điểm sáng rực rỡ trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam trong những năm tới đây. Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Đức được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký hợp đồng tín dụng từ năm 2010, khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới là 180 triệu đô la, còn lại là vốn đối ứng của ngân sách Việt Nam. Với tổng diện tích xây dựng lên tới 154.000 m², khuôn viên Trường Đại học Việt Đức được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái đô thị đại học, bao gồm đầy đủ các hạng mục, khu giảng đường, các tòa nhà học thuật của các khoa ngành, 21 phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế và các công trình như thư viện, hội trường, nhà điều hành, trung tâm thể thao, ký túc xá. Khuôn viên của trường chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2022-2023, dự kiến sẽ đáp ứng quy mô 6.000 sinh viên vào năm 2030. Hiện trường đang đào tạo khoảng 2.400 sinh viên Việt Nam và 70 sinh viên các nước.